Trận đấu vẫn còn và vẫn còn cơ hội cho cả hai đội bóng. Tiếp tục lại là bộ đôi Đình Duy và Phi Hoàng tạo nên những cơn sóng gió. Vẫn là các thủ FC Đà Nẵng. Phi Hoàng, Đình Duy. 3-1. Và bàn thắng của Đình Duy chắc chắn là đã nhấn chìm Sông Lam Nghệ An trong trận đấu này. Bàn thắng ở phút bù giờ thứ 5. Tuyệt vời với nỗ lực của các cầu thủ trẻ bên phía FC Đà Nẵng. Bộ đôi Phi Hoàng và Đình Duy đã phối hợp với nhau để hạ gục Sông Lam Nghệ An trong trận đấu ngày hôm nay. Đình Duy chuyền bóng cho Phi Hoàng ghi 2 bàn. Và ở bàn thắng thứ 3 thì Phi Hoàng là người đã đáp lễ Đình Duy bằng một đường chuyền giòn cỗ. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Một pha bóng mà Hoàng Văn Khánh tiếp tục một lần nữa để cho các cầu thủ FC Đà Nẵng vượt qua. Và lần này thì người chuyền bóng cho Đình Duy không phải là Phi Hoàng mà là Phạm Văn Hữu. Vẫn là những cầu thủ 2K, vẫn là những cầu thủ trẻ đã góp cơ.